Trời ơi, điện thoại được cho mày tao mừng quá. Mày làm gì mà từ sáng giờ mà nhiều người điện thoại cho mày mà điện không có được. Tao đang bế tắc nhiều lắm. Nha, thôi đi. Mày nói gì? Trời ơi, mày làm cái gì em? Làm cái trò gì em? Ơi mày anh bảy, trời ơi em nó có chuyện gì đó mà nó nghĩ quẩn thì sao anh bảy? Để em chạy đến coi nó tình hình nó như thế nào anh bảy. Còn mấy cây nữa anh? 17-18 cây là cái cây này rồi, cây thứ mấy vậy? Mày mày tao lao quá anh ơi. Tưởng mày chuyện gì? Tao lao cái gì thì tao nói tao bế tắc rồi. Tao nói tao đang bế tắc nhiều lắm rồi, quá trời cây tắc mà tao lao lao gì? Mày mới tao lao quá. Ê mày 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 m